cả nhà. Hồi nãy thì mình hái được một rổ nè cả nhà. Ớt, ớt chuông, khổ qua, một trái bầu. Bây giờ khổ qua mình sẽ móc ruột, xong mình dùng thịt với chả cá vô, rồi mình bắt lên chảo mình chiên. Rồi ớt mình cũng cắt cái đầu ra, mình dùng thịt vô mình cũng chiên giống vậy. Rồi bầu thì mình móc cái ruột ở trong, mình dồn thịt vô cái mình cắt khúc mình chiên. Chiên xong mình chấm tương mình ăn. Nay mình làm cái nhà lá dường. Khổ qua mình hái những trái đều này thôi chứ mình không hái trái to. Trái đều vậy nó mới ngon này cả nhà. Giờ mời cả nhà cùng xem nha. Cái phần khổ qua này mình móc ruột xong rồi này cả nhà. Mình đọc con đường ở đây mình móc ruột xong rồi. Ớt thì mình khoét ở dưới đít. Mình dồn thịt vô. Còn mình có hái thêm cà chua. Cái này là cà bi á, mà thuộc loại mà dài chứ dài á, giống như gọi là cà gì ta, cà trứng gà nè. Mình cũng làm thử không biết ăn, như lần đầu mình làm món này. Còn mướp mình cũng làm móc ruột luôn. Còn có khúc bầu nữa thôi ta, có khúc bầu nữa cả nhà. Bầu mình cũng làm thử nữa, lần đầu tiên mình cũng móc ruột ra luôn nè. Còn trái sầu quạp này thì mình không có móc ruột. Trái sầu quạp này để mình chiên, mình ăn kèm chung với mấy món này. Còn cái phần chả cá với thịt mình đã nhồi rồi. Bây giờ mình dồn vô những cái trái này để mình bắt lên chảo mình chiên. Không biết làm có ngon nữa nha, cây nhà lá vườn luôn, có chi dùng nấy. Mình dồn trái cà nha, trái cà này xem nha. Cà có chút béo béo à, mình hái ngoài vườn á. Toàn bộ này là cây nhà lá vườn của nhà mình hết. Cà chua này mình chưa thấy ai làm hết, mình làm thử làm sao, chồng mình kêu làm thử ăn thử nó như thế nào, tao không biết nó có giòn, nó có ngon hay không nữa. Có làm mới biết cả nhà, có làm mới biết cái nào nó ngon, cái nào nó không ngon. Cái này mình nghĩ biết chiên nó ra nước nhiều không nữa. Mướp với bầu mình chưa thấy ai làm hết, mình làm đầu tiên thôi. Đây, vậy rồi mình bắt lên chảo mình chiên. Giống như bên Việt Nam gọi là người ta đây hay đẩy mấy cái hàng rong á, cái viên chiên này kia nọ đó. Giờ mình mất trước mình làm như vậy. Giờ tới mình làm mướp. Trái mướp mình móc ruột, mình móc được có cháo quảnh ở trong hết. Mướp này nó còn non, bởi vậy mình chỉ cạo cái lớp vỏ thôi, chứ mình không có bào cái vỏ. Để cho nó không có bị bở. Nó còn non lắm. Nó còn ngon lắm cây. Nhét chứ mướp vô. Lần đầu tiên mình làm. Để coi mình con ngon hay dở, mình nói cho cả nhà biết. Mướp với bầu lần đầu tiên làm, chắc chưa có ai làm món này đâu cả nhà. Đây, mướp mình dồn vô nó cũng đầy rồi nè. Trái bầu. Cái này thì mình đem nếm gia vị cái chả cá với thịt nè. Mình làm chả cá thắt lát á. Mình cũng quết luôn nữa. Nãy giờ mình ngồi mình quết. Quết ăn cho nó dai, có độ dai nó ngon. Rồi giờ mình cứ làm vậy thôi, rồi hồi mình nhét vô. Mình làm đầy rồi mình bỏ vô chảo thôi. Đây cả nhà, bầu nè. Bầu này mình không có gọt vỏ luôn. Mình chỉ, tại trái bầu này cũng còn non nữa, mình không có bào vỏ, mình chỉ ấy cho nó sạch cái lông thôi. Rồi về lát mình ăn. Nãy giờ mình dồn xong rồi. Ớt nè, mình dồn nè. Giờ mình bước vào chứ mình cắt ra mình mới bỏ lên mình chiên, chứ mình không để nguyên khúc vậy. Đây, mình làm được một thao vậy nè cả nhà. Đó, bây giờ mình bắt mình bếp mình chiên thôi. Cái xà bò quạp với bò giò chiên mình bỏ vô mình chiên luôn. Xà quạp là bên trên Việt Nam gọi là miếng ngòi cả nhà. Xèo xèo luôn cả nhà ơi. Mình chiên khổ qua với ớt. Hấp dẫn quá, không biết ngon không. Bỏ bầu mướp với ớt vô mình chiên tiếp nữa. Nãy giờ mình làm 3 chảo rồi.
ăn của mình đã hoàn thành rồi. Đây, nay mình làm món ăn chơi cả nhà, món ăn đường phố. Đây, trái khổ qua cả nhà. Thử coi, ngon không? Mời cả nhà trái khổ qua nha. Này mình chấm với tương ớt, gì? Tương ngọt với gì ta? Với tương ớt. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Cũng ngon chứ. Cũng ngon, cũng giống. Thôi ăn đi gái, phá ra gái. Thêm cái này vô nó mới ngon. Giờ mình thử trái cà. Cà chua cả nhà. Mình làm cà bí đó nha. Cà bí mà lỗi trái bự. Hổ qua ăn cũng còn gì đánh rắn nữa. Mấy cả nhà. Cà này cả nhà. Giống con mực quá ha. Giống con mực ghê. Ớt ngon quá. Cà ngon không? Ngon. Mà cả nhà thử cà. Cà này mình hái là còn sống sống chứ không có chín. Con thử ngon lắm. Vậy hả? Ngon, có lý. Không biết sao quạt không? Chồng nắng gì nắng đó. Quả mềm không? Chà quạt chiên cái này thì nó ngon, chứ ớt ngon. Có cái trái xà quạt là nó bị mềm ha. Còn cà được nè, có qua được nè. Ớt em chưa thử cho nên chưa biết có ngon. Trái ớt nha. Trái ớt ngon cả nhà. Còn cú luôn. Ngọt. Ngon ha. Ngon. Ngọt. Nhìn như trái ớt này nha. Mình dồn nhiều lắm. Ớt ngon. Ngon. Chả này ngon á. Chả với thịt. Chả cá thác lát hay cả nhà. Mình nói chung thịt bằm. Ớt ngọt mà trái dài ấy. Người ta cũng giòn. Ở đây mình cũng có ớt đó cho nên mình cũng làm. Giờ mình thử quả bầu. Quả bầu nè cả nhà. Mình cũng giòn luôn. Giờ mình ăn cũng ăn trái bầu luôn. Bầu này mình phải ghiêng cái tâm vô chứ không thôi nó rớt cục thịt. Mời cả nhà nha. Bầu được. Mời cả nhà miếng bầu nha. Ngọt lên. Bầu nó mềm. Ngọt. Ngày làm món ăn đường phố. Món ăn vặt đường phố. Ăn cái này chịu cơm cả nhà. Làm dễ quá chừng. Ăn chứ ớt à. Ăn bớt rồi. Còn mướp nữa kìa, không có mướp. Có không? Có mướp á. Đâu? Mướp nó ngọt. Mình thèm muốn ăn gạch đường phố, mình làm này được rồi nha. Ăn bầu ngon. Mà cả nhà ăn mướp nha. Mình ăn ớt xanh đi. Ít thịt thịt. Rớt miếng mướp. Mướp làm món này không đúng điệu. Đúng rồi ha. Bầu không được đúng. Bầu được. Bầu được. Ớt được. Chuông được. Khổ qua ớt được. Ngon á. Cà chua mà cà chua xanh được. Còn vậy là chỉ có mướp với trái xà quạt làm món này không đúng lý thôi. Nó mềm quá. Nó mềm quá. Trong diễn này ăn hết bảo đảm. Giờ ăn cái củ này nữa. Khổ qua. Khổ qua. Mà ăn vặt này có lý ha. Cái này mà ở bên Việt Nam mà nhậu lai rai ha, mấy xị luôn. Mình phải làm cái ớt à. Ớt ngon. Ớt là đứng số 1. Bầu số 2. Khổ qua anh chị. Khổ qua đứng số 3. Vậy hả? Tại khổ qua có gì đắng. Khổ qua có gì đắng đắng. Đây mình ăn cà chua. Cà chua này giòn vô giống con mực quá ha. Cái bụng con mực á. Cà chua làm món này cũng được ha. Chứ không gọi là ngon. Ớt khổ qua. Ớt khổ qua được nhất. Với bầu. Chua làm chiên vậy nó bị mềm. Đúng rồi. Giờ mình vớt cái. Hôm qua mình hái mấy trái đèo 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 vậy không cả nhà. Chứ lại giống như cuối mùa, nó không có lớn giống như hôm đợt đầu mùa.
ra. Ủa sao nãy giờ không ăn thử bò viên đi anh? Ăn rồi. Rồi hả? Khổ qua mẹ, nếu mà ai không đánh đắng, ai không thích đắng đắng ăn không được. Giống như mình ngày xưa mình không thích đắng đắng, mình ăn về là mình chê nè, nhưng mà bây giờ mình ăn được. Không chứ sầu quạp, sầu quạp này xào ngon lắm, mà mình làm món này nó không đúng. Mềm quá. Ừ, mềm quá. Nếu mình ăn kêu vớt sớm á nha. Ừ. Em mà để cho nó vàng chắc nó teo héo rồi. Đúng rồi, nó teo héo ra nước. Nhưng mà nó ngọt. Ngọt. Sầu quạp này làm không đúng điệu. Có làm mới biết. Có sầu quạp này á, em lăn bột á. Ừ. Tiên chuối á là ngon á. Bởi vậy hồi nãy em hỏi anh là có lăn bột không á. Nó khỏi. Nó thơm thơm em, chiên lên nó thơm như mùi chiên chuối vậy đó. Ừ. Giờ mình ăn trái ớt nữa đi. Ăn trái ớt không? Ăn ngọt nữa. Em ăn trái ớt này. Ớt mình còn để cuốn mình cả nhà. Ớt mình ăn 2 trái. Ủa vậy hả? Nhanh vậy. Mình để cuốn vậy cho mình cầm. Mình chấm tương. À, có lý, có lý. Ăn sầu quạp ngon quá. Làm ớt này là hao thịt lắm, tại mình dồn cái ớt nó nhiều. Ớt này mình hái sau nhà luôn, cây nhà lá dừa. Sầu quạp mua, sầu quạp mình có trồng. Một dĩa này bên Việt Nam nhỏ chắc mấy lít rượu quá. Giờ có một cuối mùa, giờ mình có hái món gì để làm clip nữa chưa? Hết rồi. Clip mình cũng đã dài rồi cả nhà. Cả nhà nhớ đăng ký, like, share, subscribe, ủng hộ kênh của mình nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye, bye cả nhà. Hẹn gặp lại video tiếp theo.